Em mua bánh cho anh rồi đấy, anh tới lấy đi. Bây giờ thì anh không mua bánh nữa. Sao lại vậy? Em đã mua bánh cho anh rồi mà. Sao bây giờ anh lại không lấy? Chán thật, mua mất bao nhiêu tiền của mình, bây giờ người ta lại không mua nữa. Bố ơi, đừng có buồn nữa, con sẽ mua ủng hộ cho bố gói bánh này. Có thật là con sẽ mua gói bánh này không? Vậy thì cảm ơn con nhé. Tới nơi rồi đấy, đàn hoàng à. Trời ơi, bố có cả một xe bánh cơ mà. Vậy là mình đã bị bố lừa rồi. Trời ơi là trời. Khi hai bố con cùng tạo hot trend.